Ngọc Hoàng Quốc Khánh, nhân vật kiệm lời nhất chương trình Táo Quân nhưng không thể thay thế, U60 quyết làm trai tân vì một lý do đặc biệt. Là một trong những nhân vật sở hữu ít thoại nhất trong dàn diễn viên, nhưng suốt 20 năm Táo Quân phát sóng, nhân vật Ngọc Hoàng vẫn luôn giữ vị trí quan trọng và không thể thay thế trong lòng khán giả, vị trí quan trọng nhất trong buổi chầu cuối năm. Suốt 20 năm Táo Quân phát sóng, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một Ngọc Hoàng uy nghiêm trong những buổi chầu của các táo dịp cuối năm. Bên cạnh cô đầu Chuông Hoa rất biết cách chặt chém, nam tào chuyên bắt thóp các táo, thì Ngọc Hoàng dường như lại khá kiệm lời. Tuy nhiên, khi để ý, nhân vật Ngọc Hoàng đóng vai trò như yếu tố tháo gỡ các nút thắt trong kịch bản Táo Quân. Nếu bộ đôi nam tào bắt đầu đẩy những tình huống chất vấn các táo lên đến cao trào, thì Ngọc Hoàng sẽ là người giải quyết sau cùng. Đúng với cái uy và quyền lực của mình, Ngọc Hoàng chỉ cần dùng vài lời nói, thôi, ta biết rồi, cũng đủ để cắt đứt các màn đối thoại đang căng thẳng. Thế rồi bằng những lời răn và khuyên nhủ đầy thâm sâu, Ngọc Hoàng khiến các táo phải tâm phục khẩu phục, còn khán giả thì cứ việc gật đầu tâm đắc rồi vỗ tay hưởng ứng không ngớt. Người ta có thể dành gần cả 3 tiếng xem Táo Quân cho những chàng cười thoải mái, nhưng đến những phút cuối chương trình, chắc ai cũng thấy lắng lại một chút khi nghe lời tuyên bố bãi chầu của Ngọc Hoàng. Ước muốn một thiên đình vững mạnh mà Ngọc Hoàng vẫn hay nhắc tới, cũng như nói hộ bao mong mỏi về một năm mới tốt đẹp của các khán giả theo dõi chương trình. Nói ít nhưng phải chất. Bên cạnh những diễn viên khác, Ngọc Hoàng có ít đất diễn hơn hẳn, cũng khó để diễn hài nhất. Từ đầu đến cuối, Ngọc Hoàng ít di chuyển. Lúc các táo báo cáo thường chỉ chăm chú lắng nghe, thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần Ngọc Hoàng nói gì, khán giả ở dưới vẫn cười lên thích thú. Nói ít nhưng lại rất có sức nặng, hài hước mà lại thâm thúy sâu xa. Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ. Không phải làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo. Đó là vài trong số rất nhiều câu nói của Ngọc Hoàng mà đến giờ người ta vẫn nhớ, vẫn truyền tai nhau, vẫn nói không chỉ sau chương trình kết thúc. Lúc nghe thì khán giả có thể sẽ cười ồ lên, nhưng rồi ngẫm lại phải gật gù vì từng câu từng chữ thâm thúy chẳng ngại nhắm thẳng vào những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Thế mới thấy Ngọc Hoàng ít lời vậy là do tính chất của nhân vật là nghiêm túc, điềm đạm, nhưng một khi đã nói ra thì câu nào cũng phải chất mới thôi. Mà cần nói thêm, chính cái giọng điệu chuẩn Ngọc Hoàng cũng góp phần đem lại tiếng cười cho khán giả theo dõi. Lúc cần thì đanh thép, lúc lại từ tốn. Cũng có khi không quên tung hứng với các nhân vật khác, điều đó làm hình ảnh Ngọc Hoàng luôn luôn sống động và thú vị trong mắt những ai đã chót lỡ yêu thích Táo Quân 15 năm qua. Cái bóng quá lớn của nghệ sĩ Quốc Khánh, năm nay năm con gà mà Ngọc Hoàng thì vẫn là ta, đó là một câu thoại hài hước của Ngọc Hoàng trong buổi chầu năm 2017, như ngầm ám chỉ hành trình dài suốt gần 15 năm gắn bó với Táo Quân của nghệ sĩ Quốc Khánh. Năm nay, nghệ sĩ Quốc Khánh vẫn tiếp tục đảm nhận vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân 2024. Dù cho đảm nhận một vai ít đất diễn như Ngọc Hoàng, nhưng Quốc Khánh lại rất biết cách để biến vai diễn không trở nên nhàm chán trong suốt 20 năm qua. Từ gương mặt trông hài hài khổ khổ, giọng nói đặc trưng và dáng vẻ điệu bộ anh đầu tư tập luyện cho vai Ngọc Hoàng đều khiến khán giả thích thú. Anh làm cho hình ảnh của một người đứng đầu không quá nặng nề, cứng nhắc mà ngược lại rất duyên dáng và mềm mại. Được nhận xét là người tiếu táo, vui vẻ ở ngoài đời, có lẽ chính con người thật của anh đã mang lại cái hồn cho vai diễn đó. Thực ra, vai Ngọc Hoàng không đơn giản như nhiều người vẫn tưởng, như chính Quốc Khánh đã từng chia sẻ. Bảo là ít lời thế, nhưng mà cứ ngồi mà không theo dõi thì cũng không biết bắt vào đâu, không phối hợp được với các táo. Do vai trò là người chủ trì xuất hiện từ đầu đến cuối, nam nghệ sĩ phải học thuộc toàn bộ kịch bản thoại xuất hiện trong mọi buổi tập luyện để ghép với từng phần của các nghệ sĩ khác. Đó là một công việc vất vả và phải bỏ ra nhiều tâm sức mà không phải ai cũng thấu hiểu. Cũng giống như nhiều danh hài đã đồng hành cùng Táo Quân nhiều năm, Quốc Khánh coi Táo Quân như một dấu ấn ý nghĩa trong suốt nhiều năm làm nghệ thuật. Bên ngoài anh có thể giản dị, không ồn ào, nhưng chỉ cần lên sân khấu cùng các táo, anh nhất định sẽ cháy hết mình. Bài diễn đề đời này khiến khán giả yêu mến và nhớ tới cái tên Quốc Khánh nhiều hơn. Ai cũng hiểu rằng cái bóng của Ngọc Hoàng Quốc Khánh ở Táo Quân là rất lớn, và liệu rằng nếu thiếu vắng đi một gương mặt đã thân quen cả thập kỷ như thế, liệu buổi chiều đêm 30 có còn vẹn nguyên. Nóng, xe khách ở Kon Tum gặp nạn khiến hàng chục gia đình mất Tết. Thưa quý vị, vụ việc bàng hoàng xảy ra vào lúc gần 22 giờ trên địa bàn huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người có nguy cơ mất Tết. Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang xác minh điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến xe ô tô khách giường nằm chở hơn 30 người gặp nạn. Theo đó, khoảng 22 giờ 30, xe khách Ngọc Gái lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận xã Đắk Rông, huyện Đắk Lây, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực sâu khoảng 20 mét. Xe biến dạng và hư hỏng nặng.
nhiều hành khách bị thương, hoảng loạn, một số người thoát ra ngoài dùng điện thoại gọi cứu hộ. Cảnh sát giao thông trạm Ngọc Hồi, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng huyện Đắk Lây phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Lây cho biết, dịp Tết đến xuân về, người người ở các tỉnh thành phố về quê để cùng sum họp với gia đình, thật đáng thương tâm khi lại xảy ra những sự cố không mong muốn. Vụ xe khách chính nghĩa tông vào đuôi xe bồn trộn bê tông, suýt lao xuống sông tại tỉnh Thái Bình, hàng chục khách hàng phải đập vỡ kính thoát ra ngoài, khiến nhiều người không khỏi sốt sắng. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 1, xe khách chính nghĩa chạy tuyến Bắc Nam chở theo hàng chục hành khách trên địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đâm vào đuôi xe bồn trộn bê tông lao vào dải hộ lan của sông Paris, sông Kiến Giang, suýt rơi xuống sông. Thời điểm đó, xe của nhà xe chính nghĩa chạy tuyến Huế, Hải Phòng, lưu thông trên quốc lộ 10 theo hướng cầu Tân Đệ, thành phố Thái Bình. Khi đến địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư thì đâm vào đuôi xe bồn trộn bê tông Long Thạch và một xe ô tô con. Cú va chạm khiến xe khách mất lái va vào hộ lan sông Paris, khiến hộ lan bị biến dạng. May mắn xe khách không bị rơi xuống lòng sông. Hàng chục hành khách gồm cả người già và trẻ em hoảng loạn, có người đập kính xe ô tô thoát ra ngoài. Sự việc xảy ra gần trung tâm cứu hộ 116 nên đã nhanh chóng đưa người kẹt trong xe ra ngoài. Rất may, vụ việc không có ai bị thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết đang lạnh, có sương mù và mưa nhỏ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình đã đến hiện trường nắm tình hình xử lý theo quy định. Cũng mới đây, thông tin từ công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa tìm thấy tài xế và chiếc xe tải rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo đó, công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 15:45 cùng ngày, phát hiện vụ việc của bà Bùi Thị Tê, sinh năm 1937, ở Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình, tại km 444+560 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm hiện trường phát hiện một chiếc gương xe ô tô cùng với dấu vết của nạn nhân, bước đầu nhận định nạn nhân không qua khỏi do tai nạn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Lương Sơn đã truy vết và tìm được đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông là Phạm Văn Trung, sinh năm 1997, thường trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang sinh sống ở tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xác định đối tượng, cơ quan chức năng đã mời Phạm Văn Trung đến trụ sở công an xã Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Trung đã khai nhận toàn bộ sự việc để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Quá nhiều mất mát đau thương, quá nhiều sự cố không mong muốn xảy ra trước thềm đón Tết Nguyên đán 2024, sự việc thương tâm nữa xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Thời điểm trên, cụ ông Nguyễn Minh Tê, 80 tuổi, điều khiển xe máy biển kiểm soát 38H6381X, lưu thông theo hướng Nam Bắc, chở theo vợ là cụ bà Trần Thị L, 79 tuổi, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Khi chuẩn bị rẽ sang đường, xe máy bị ô tô khách chạy cùng chiều biển kiểm soát 37F0054X va trúng. Cú va chạm khiến ông Tê và bà L ra đi tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ sau cú tông nằm rải rác trên đường. Xe ô tô được lực lượng chức năng cho di chuyển đến vị trí khác. Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Cơ quan chức năng xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông nói trên là lỗi hỗn hợp, trong đó nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn do Hồ Tự Quý lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Kinh hoàng, ngón đòn hiểm của thương lái Trung Quốc, nông dân Việt điều đứng nhìn cả gia tài bị đổ bỏ, lại nhắm vào yếu huyệt là đồng bào miền núi, tận thu nông sản lạ với giá trên trời rồi bỏ ngang. Thưa quý vị, biết về những vụ tận thu nông sản Việt lạ lùng của thương lái Trung Quốc, nhưng liệu dư luận đã biết đến điều kinh hoàng xảy ra sau đó? Vì điều này sẽ cho chúng ta thấy rõ thảm cảnh của nông nghiệp Việt Nam sau sự biến mất của thương lái Trung Quốc. Chỉ số ít người biết đến một sự thật và rồi lạnh sống lưng. Nhiều năm trở lại đây, người dân Việt Nam đã nằm lòng những câu chuyện xoay quanh việc tận thu nông sản Việt một cách khó hiểu của người Trung Quốc. Đã có thời thương lái Trung Quốc đi khắp các chợ vùng quê Việt Nam thu mua rễ hồi. Ngay sau đó, một chiến dịch triệt phá rừng hồi, một dược liệu quý hiếm của Việt Nam đã diễn ra. Được biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất trên thế giới may mắn sở hữu cây hồi. Nếu cây hồi Việt bị phá hủy hết, dĩ nhiên Trung Quốc sẽ trở thành vua của thị trường béo bở này. Không những thế, những năm 90 của thế kỷ trước, khi ốc bươu vàng được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, người ta chỉ biết đến nó như một nguồn thực phẩm mới, thậm chí là một phương pháp làm giàu. Chỉ đến khi dịch ốc bươu vàng bùng phát trên toàn quốc, những cánh đồng bị tàn phá dưới miệng ốc thì chúng ta mới thấy thâm ý của những hành động này. Cùng chúng tôi điểm qua 6 thương vụ kỳ quái của thương lái Trung Quốc đã đưa nền nông nghiệp Việt Nam rơi vào vực thẳm và cuộc sống nông dân Việt như thế nào sau đó. Đầu tiên, phải kể đến là Trung Quốc mua mèo khiến đại dịch chuột hoành hành năm 1997. Đại dịch chuột kinh hoàng nhất trong lịch sử đã diễn ra ở Việt Nam vào những năm 1997-1998,
Khi đó Trung Quốc giáo diết thu mua mèo với giá cao. Người dân Việt Nam lùng sục khắp các thôn bản ngõ ngách, nhà nào có mèo là mua về để bán sang Trung Quốc. Tình trạng bắt trộm mèo trong dân diễn ra khá phổ biến. Đời sống của bà con xóm làng được phen xáo trộn điên đảo. Khi người này nghi ngờ người kia, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, toàn miền Bắc Việt Nam đã thưa vắng bóng dáng mèo. Giống mèo ta cạn kiệt trên thị trường, đó là một trong những nguyên nhân khiến đại dịch chuột bắt đầu hoành hành. Người dân phải mua bẫy chuột để bẫy nhưng cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Mùa màng thất bát, lúa gạo trong nhà bị chuột chém sạch, cơn khát đuổi chuột chưa bao giờ cháy bỏng đến mức ấy. Mãi tới năm 1999, khi trại mèo công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc ra đời, các giống mèo bắt đầu lan rộng, đại dịch chuột đã giảm đi trông thấy. Tiếp theo sau đó thì Trung Quốc thu mua móng trâu làm tan hoang sức kéo của nông dân. Khoảng năm 2003-2004, đồn biên phòng Trà Lĩnh phục bắt đối tượng buôn lậu nguy hiểm. Khi bắt được, đối tượng mở mấy bao tải tang vật để kiểm đếm, lập biên bản. Cả tổ công tác, tổ sĩ quan đến chiến sĩ xuất phát từ con nhà nông dân, từ đồng bằng đến miền núi đều nghiến răng kèn kẹt khi thấy những móng trâu vẫn còn nguyên trong đống bao tải. Thương lái Trung Quốc giáo diết về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao. Thậm chí những cái móng từ bốn chân của một con trâu được họ mua với giá hơn hẳn một con trâu. Thế là nông dân Việt Nam đua nhau lấy móng, cho dù thịt trâu có phải bán đổ bán tháo, vẫn cứ là lời. Cái gọi là chính sách thu mua của Trung Quốc hồi ấy hướng vào mặt hàng móng trâu khiến không biết bao nhiêu con trâu đang tuổi cày kéo phải ra đi một cách đau xót. Và chỉ một thời gian rất ngắn, chính sách này đã triệt phá khá lớn sức kéo của nông dân nghèo Việt Nam. Ngay sau vụ thu mua móng trâu thì nông dân vàng mặt vì nạn chè vàng, cách đây 10 năm các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên xôn xao về việc thương nhân Trung Quốc đi thu gom không chỉ lá chè khô mà cả búp chè tươi, chè héo và dụng cụ chế biến thô của Việt Nam mang về chế biến. Tình trạng thu mua này dẫn đến việc giá chè được đẩy lên cao bất thường, từ 15.000 lên 25.000 đồng 1 kg rồi lên 75.000 đồng 1 kg. Cây chè vì thế mà bị vặt vô tội vạ, còn các nhà máy trong nước thì điêu đứng vì không có nguồn nguyên liệu chế biến. Thì giá chè vàng được đẩy lên bất thường chỉ sau một thời gian ngắn đã bắt đầu giảm trở lại như trước. Phía Trung Quốc từ chối mua các loại chè vàng. Do vậy, tại các cửa khẩu còn tồn đọng từ 5.000 đến 7.000 tấn chè khô. Bà con nông dân chưa kịp vui mừng vì giá chè cao này đã phải đối mặt với tình trạng thua lỗ do chè vàng ế ẩm. Hậu quả nhãn tiền của nạn chè vàng là cây chè bị khai thác cạn kiệt, chất lượng ngày càng kém do hái không đúng quy trình kỹ thuật. Doanh nghiệp chế biến chè Việt Nam thì lao đao vì thiếu nguyên liệu trầm trọng sau vụ tận thu chè vàng của Trung Quốc. Uy tín chè Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, mà biểu hiện rõ nhất là có doanh nghiệp nước ngoài đã quay lưng với chè Việt Nam. Thậm chí một công ty nước ngoài đã kiện công ty chè Sông Lô và công ty chè Nghệ An vì phá vỡ hợp đồng do thiếu nguyên liệu để sao. Lúc này, người nông dân mới té ngửa phát hiện lý do sâu xa của nước bạn, nhưng đã quá muộn mất rồi. Sau đó, Trung Quốc sang tận Lào Cai thu mua khoai lang núi. Họ cầm theo một loại củ có thân ngọt ngào như con rắn, mỗi đốt thân dài chừng nửa cm sang Lào Cai gặp đồng bào Hơ Mông và đề nghị đồng bào tìm cho họ những cây giống như thế. Họ bảo rằng họ cần thu mua những củ khoai lang núi này để ăn chống đói. Thế là đồng bào ầm ầm đi vào rừng Hoàng Liên Sơn đào bới, không biết bao nhiêu khoai lang núi hết tấn nọ đến tấn kia bán cho người ta. Lúc đầu giá mỗi kg khoai lang núi chỉ vài chục ngàn, rồi tăng lên vài trăm ngàn đồng. Khi người Trung Quốc nâng giá khoai lang núi lên vài triệu một kg, thì có bới cũng chả tìm được củ nào nữa. Đến khi người dân ở Lào Cai biết công dụng và giá trị của cây cỏ nhung thì loài cây này đã gần như tiêu sạch. Qua tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng cái củ mà những thương lái Trung Quốc nói với đồng bào Hơ Mông là khoai lang núi thực ra là thiết trúc nhân sâm. Đây là một loại sâm mà thân có đốt như cây trúc nhưng đốt rất ngắn. Mỗi năm cây sâm này chỉ ra một đốt. Đồng bào ta đã hăng hái nhổ những củ sâm có tuổi hàng trăm năm trời quý ngang sâm Ngọc Linh và sâm Triều Tiên bán cho người Trung Quốc.